Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, tính đến 12 giờ ngày 10 tháng 3, toàn tỉnh ghi nhận thêm 2.106 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 17 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm PCR, 2.089 trường hợp phát hiện qua test nhanh dương tính với Sar-CoV-2. Có 11 huyện thành thị ghi nhận ca mắc mới trong ngày, trong đó huyện Châu Thành, Chợ Gạo và Gò Công Đông là 3 địa phương có số ca mắc nhiều nhất, trong đó huyện Châu Thành 344 ca, Chợ Gạo 300 ca, Gò Công Đông 279 ca. Trong ngày có 49 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh đến nay là 34.082 bệnh nhân. Trong ngày không có trường hợp tử vong do COVID-19.